Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 30 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Được đề cập đậm nét trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, vấn đề giáo dục và đào tạo đã đưa ra nhiều gợi mở quan trọng, giúp cho các cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Huế, xác định rõ hơn con đường phát triển của mình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tạm dừng lễ hội ở các địa phương có dịch COVID-19. Thị trường vật dụng trang trí Tết tăng mạnh khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngày hôm nay, Đại hội 13 của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ 5. Đại hội tiếp tục tiến hành các quy trình nhân sự để bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Trước đó, ngày 29 tháng 1, Đại hội làm việc cả ngày về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các đại biểu tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử, bổ sung Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết thống nhất cao, đồng thời được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm, làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xem xét bầu cử theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, được đề cập đậm nét trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, vấn đề giáo dục và đào tạo, quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước đã đưa ra nhiều gợi mở quan trọng, giúp cho các cơ sở đào tạo xác định rõ con đường phát triển của mình. Đối với Đại học Huế, định hướng trở thành đại học quốc gia và có vị thế cao trong nhóm các trường đại học của châu Á không chỉ còn là mục tiêu xa vời, khi trong những năm gần đây, với nhiều giải pháp tổng thể đã và đang hiện thực hóa từng bước khá vững chắc, đóng góp tích cực vào lĩnh vực đào tạo nhân lực của cả nước. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được thẳng thắn chỉ ra, đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển. Đây là điểm quan trọng để nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn cả mặt ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm của lĩnh vực giáo dục và đào tạo, làm cơ sở xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Ở dự thảo văn kiện Đại hội 13, nêu phương châm chỉ đạo Đại hội 13 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. So với phương châm của Đại hội 12 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, việc đề cao sáng tạo phát triển thực sự là việc làm có ý nghĩa lớn với ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ 13 này, chúng tôi rất là vui mừng khi nhận thấy đã có cái lĩnh vực sáng tạo và phát triển. Cái khởi nghiệp sáng tạo luôn luôn là một cái nội dung đồng hành với cái sự phát triển nói chung. Ở đây, cái sự phát triển thì đòi hỏi phải luôn luôn sáng tạo. Và phát triển trong giai đoạn mới thì chắc chắn luôn luôn đòi hỏi đến sự đổi mới. Trong lĩnh vực giáo dục, và đặc biệt là giáo dục đại học, thì ngành giáo dục nước nhà nói chung, trong đó có Đại học Huế, trong đó có Trường Đại học Y Dược Huế chúng tôi, cũng đang tiếp tục cái tiến trình đổi mới, thực hiện đúng theo nghị quyết 29 của Trung ương Đảng khóa 12 đã nêu ra. Vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định và bổ sung phát triển. Dự thảo văn kiện nhấn mạnh trước hết cần tập trung đổi mới đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục và đào tạo là mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp. Phương hướng đổi mới các yếu tố đó đã có sự phát triển mới, vừa nhất quán với sứ mạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Cái mà tôi quan tâm nhất, tâm đắc nhất đó là cái sự quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho cái giáo dục đại học, và để đáp ứng được cái ba một cái yêu cầu, đó là cái yêu cầu về nền tảng của cái năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, và đặc biệt là cái công cuộc chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tiếp theo. Và chính vì thế cho nên là giáo dục đại học phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa để đáp ứng được cái kỳ vọng đấy cho cái một cái sự phát triển
đất nước trong thế giới và là có một sự đóng góp to lớn trong cái công cuộc khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới, Đại học Huế đề ra mục tiêu xây dựng phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á và nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đại học Huế mong muốn những quyển sách tại Đại hội 13 của Đảng sẽ là kim chỉ nam giúp cho Đảng ủy, Ban giám đốc sớm hiện thực hóa những mục tiêu của mình, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm của cả nước trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Tiếp tục với những nội dung quan trọng khác, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh họp giao ban trực tuyến với các ban ngành địa phương về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là kể từ ngày 28 tháng 1 năm 2021, ghi nhận 178 ca tại cộng đồng liên quan đến nữ bệnh nhân 1552 tại tỉnh Hải Dương và bệnh nhân nam 1553 tại Quảng Ninh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt để mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tư thế luôn chủ động sẵn sàng. Tại thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, từ ngày 14 tháng 1 năm 2021 đến nay, có 263 người thuộc thành phố Huế, các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Vang đi qua tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trong ngày 29 tháng 1, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 110 trường hợp, kết quả 11 mẫu bệnh phẩm âm tính, 99 mẫu cho kết quả. Hiện có 52 trường hợp được cách ly tập trung, 211 trường hợp cách ly tại nhà. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 379 trường hợp. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các huyện, thị xã, các ngành, lực lượng chức năng phải tiếp tục chủ động, nghiêm túc thực hiện chiến lược phòng chống dịch bệnh trong tình trạng sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẽ cách ly, tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nghiêm túc thực hiện các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý, cùng với thực hiện tốt 5K, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tập trung đông người. Kích hoạt lại hoạt động của các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ra soát lại các đối tượng trở về từ hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thay vì từ ngày 15 tháng 1 năm 2021. Tất cả người dân phải khai báo trực tuyến, nhất là ở cả khu vực công cộng như cảng hàng không, ga tàu. Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, đảm bảo việc duy trì năng lực và từ sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh, xây dựng sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, Sở Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra và triển khai công tác quản lý dịch bệnh bằng QR liên quan đến các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Đoàn gồm Sở Du lịch, Công an, Y tế đã đến kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Tại đây, đoàn đã nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định tại bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, ra soát khách lưu trú từ ngày 14 tháng 1 năm 2021 đến nay. Quán triệt đến cán bộ, nhân viên, người lao động tập trung với mức độ cao nhất, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch trong dịp Tết. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tài khoản và khai báo y tế cho khách lưu trú, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngành du lịch cũng đã triển khai giải pháp mã thông tin phản hồi QR, hướng dẫn các đơn vị du lịch cài đặt mã QR, yêu cầu hoàn tất việc cài đặt trước ngày 5 tháng 2 năm 2021 để quản lý tình hình di chuyển, truy vết người nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh, góp phần thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh trong ngành du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh để quy định hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện thể thao trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và các cơ sở hoạt động thể dục thể thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt nhấn mạnh nội dung tạm ngừng hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hóa tập trung đông người đối với các địa phương có dịch bệnh bùng phát, giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đối với các địa phương chưa phát sinh dịch bệnh.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm công điện 1711 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Trong đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú ý thực hiện nghiêm đã uống rượu bia không lái xe và 5K trong phòng chống dịch COVID-19 là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, người tham gia giao thông không đeo khẩu trang, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đoàn thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn đàn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020. Tại diễn đàn, các đoàn viên thanh niên trong khối đã trao đổi về công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đối với tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác thường xuyên. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc cuộc sống hàng ngày, phải làm cho đoàn viên thanh niên nhận thức ngày càng đầy đủ hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Với 12 số thư kỳ và 4 số đặc biệt, trong năm 2020, tạp chí Sông Hương tiếp tục được nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức. Chiều qua, đơn vị đã tổ chức gặp mặt tri ân những đóng góp của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, công tác viên trước thêm Tết Nguyên đán. Bên cạnh tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều bài viết về chủ đề, chủ điểm nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, tạp chí cũng tập trung vào các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa Huế và việc thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, qua đó góp phần thực hiện tốt hoạt động thông tin, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và quê hương Thừa Thiên Huế. Ngoài nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức, tạp chí đã nhận được nhiều bài viết có chất lượng, bài nghiên cứu chuyên sâu của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu cùng sự công tác của đội ngũ họa sĩ thiết kế minh họa. Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Những tác phẩm xuất sắc ở các hạng mục văn xuôi, thơ, nghiên cứu và bình luận, Huế dòng chảy văn hóa đã được lựa chọn và trao thưởng trong dịp này. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đây cũng chính là thời gian cao điểm mua sắm Tết của người dân. Với thị trường vật dụng trang trí, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhà sản xuất vẫn cho ra nhiều mẫu mã mới để chinh phục thị trường. Lượng mua bán tăng mạnh đã cho thấy người dân vẫn hết sức quan tâm và dành một phần chi tiêu cho các sản phẩm làm đẹp ngôi nhà mình. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những câu đổi đỏ, chiếc đèn lồng hay những chiếc bánh chưng, bánh tét bằng xốp là những mặt hàng trang trí khá phổ biến trong mỗi dịp Tết đến xuân về, với giá cả phù hợp từ 30 đến 100 nghìn đồng một câu đối, 15 đến 50 nghìn đồng cho một hình dạng tường, giấy pháo hay bánh chưng, bánh tét bằng xốp có giá từ 50 đến 200 nghìn đồng. Hoa giả các loại giá từ 50 đến 500 nghìn đồng tùy kích cỡ, giúp cho người tiêu dùng dễ dàng đưa ra những lựa chọn phù hợp với túi tiền và nhu cầu. Cũng như mọi năm, bên cạnh các vật dụng treo dạng trang trí, các sản phẩm đơn vật của năm luôn được nhà sản xuất quan tâm, cho ra nhiều mẫu mã như các sản phẩm tường gốm hay in cách điều trên các phong bao lì xì. Chủ yếu bán những cái mặt hàng giống như pháo tréo hoặc là những cái câu đối chúc mừng năm mới hoặc là bánh chưng, bánh tét và hoa giả, khách cũng mua rất là nhiều. Năm nay, các mặt hàng trang trí được bày bán khá sớm nhưng vẫn thu hút nhiều khách hàng ghé xem và lựa chọn. Lượng khách hàng được dự đoán sẽ còn tăng gấp 3 đến 4 lần trong khoảng một tuần nữa. So với các năm trước, thị trường đồ trang trí Tết năm nay được đánh giá là đa dạng, bắt mắt và phong phú hơn, thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Năm nay thì em sẽ mua một ít hoa và một số cái câu đối để mà trang trí cho nhà. Nhìn vào thì nó sẽ rất là kiểu có không khí Tết hơn.
Theo em thì những mặt hàng năm nay thì đa dạng và phong phú hơn nhiều so với những năm trước. Kiểu dáng với màu sắc là hẳn nhìn hẳn bắt mắt hơn. Là em lựa chọn câu đối lông đen với mấy cái kiểu liên quan đến Tết giống như mấy cái pin lưu đó. Mặc dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình nào cũng dành thời gian để trang hoàng ngôi nhà của mình. Không chỉ làm đẹp cho không gian, những mặt hàng trang trí Tết với màu sắc chủ đạo là đỏ, có biểu tượng may mắn, thể hiện mong muốn và niềm hy vọng của gia chủ về những điều may mắn, tốt lành sẽ đến vào năm mới với gia đình của mình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người Có Công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hội Người Mù tỉnh. Đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người Có Công số 77 Ỉa Kiêu, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho 20 đối tượng người có công với nước trên địa bàn tỉnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Đồng thời bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe tới các mẹ đang điều dưỡng, chăm sóc tại trung tâm và mong muốn các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui sống khỏe, sống có ích cho xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ nhân viên trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần đối với các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng 70 suất quà cho 70 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mù đang học tập, sinh sống tại Hội Người Mù tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là hoạt động đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, đã phần nào giúp các đối tượng chính sách cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mù chuẩn bị đón một cái Tết, một mùa xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, đầm ấm và hạnh phúc. Nhiều hoạt động đồng hành cùng các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc tổ chức trước thêm Tết Nguyên đán. Sáng nay, Đoàn Đại học Huế phối hợp tổ chức chương trình chuyển xe yêu thương đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết năm 2021. Tại buổi lễ, Đoàn Đại học Huế trao 110 suất quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với số tiền hơn 30 triệu đồng, mỗi suất 300.000 đồng bao gồm tiền vé và quà Tết. Đây là nguồn tài trợ được Đoàn Đại học Huế kêu gọi từ các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh. Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Đại học Huế tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương Tết Sum Vầy nhằm đồng hành giúp đỡ những đoàn viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thêm năm mới Tân Sửu 2021. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 5 suất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất có giá trị 2 triệu đồng, đồng thời tặng quà và tiền mặt, hỗ trợ vé xe cho 150 bạn sinh viên với tổng giá trị các phần quà là 55 triệu đồng. Sáng ngày 30 tháng 1, 6 chuyến xe xuất phát từ trường Đại học Nông Lâm với tổng cộng hơn 200 sinh viên được hỗ trợ xe miễn phí và gần 400 suất quà Tết cho sinh viên. Các chuyến xe đưa sinh viên đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên. Có 50 bạn sinh viên đăng ký các chuyến xa và về Tết sớm thì được nhà trường hỗ trợ 300.000 đồng một sinh viên. Ban tổ chức cũng cung cấp bữa ăn sáng miễn phí cho toàn bộ sinh viên tham gia chương trình. Chương trình cũng đã trao hơn 100 suất quà Tết cho các sinh viên chế độ chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, sinh viên hoạt động phong trào đoàn tích cực và đặc biệt là sinh viên bị ảnh hưởng của bão lụt vừa qua. Đây là năm thứ 8 liên tiếp trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Chiều qua, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã ra quân làm vệ sinh môi trường trong khu di sản Huế để đón khách đến tham quan trong dịp Tết và hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, hãy hành động để Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Hoạt động có sự tham gia của hơn 200 cán bộ công nhân viên chức và người lao động của đơn vị tiến hành tổng dọn vệ sinh khu vực đại nội Huế, góp phần trả lại cảnh quan du lịch xanh, sạch, sáng, để lại nhiều ấn tượng trong mắt người dân và du khách. Hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh của đơn vị đã thực sự góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức cho du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan khi đến tham quan di sản Huế. Thời gian qua, nêu cao khẩu hiệu cán bộ viên chức, người lao động trung tâm hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, hay hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng. Những cán bộ viên chức của đơn vị đã cùng nỗ lực thiết thực giữ gìn sạch đẹp di tích, chung tay góp phần giữ gìn Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế trở thành vùng đất di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.